Chào anh em. Hôm nay chúng ta review về một mẫu xe không phổ biến lắm nhưng mà khá là hay ho. Đó là dòng xe Super Rich. Ở chiếc xe này thì mình đã crack rồi, nhưng mà còn giữ lại cái cạc. Xe này thì nó đặc biệt là như nào? Xe dưới là road roller, còn xe con là Boxster. Boxster là một mẫu xe kinh điển, nổi tiếng kinh điển. Mẫu xe Boxster thì nổi tiếng, cũng không cần phải nói nhiều. Nhưng mà mẫu xe này thì nó là một mẫu xe gọi là exclusive, nghĩa là chỉ cái màu này chỉ có trong xe Super Rich này thôi, với nước sơn đỏ tuyệt vời của Hot Wheels. Và điểm đặc biệt của mẫu xe này là nó mặc dù bánh nhựa nhưng có gầm sắt, gầm kim loại, và nó là original, tức là mui trần thay vì mui kín. Đó, mẫu xe rất đẹp. Nhưng mà đáng chú ý là chiếc tải này, là chiếc tải mình muốn giới thiệu trong video lần này. Mẫu road roller này lấy cảm hứng từ các dòng xe tải đường dài, nó có 8 bánh, ống khói, 4 ống khói, 2 bình xăng ở hai bên. Đó. Rồi, cục máy lồi ở bên trước. Cái thùng của xe này thì có thể tháo được, nếu có đồ thì tháo được, nhưng mà đặc biệt là nó chở được một cái xe con. Mà như nếu mà những xe Boxster này là chở được hai chiếc xe con. Đó. Lắp ngược hoặc lắp xuôi đều được ha. Rất là ngầu. Và mình sẽ để thử một mẫu xe nổi tiếng, đó là 1970 Dodge Charger Off-Road trong phim Fast Furious. Để ngược. Ok, rất hợp. Đấy. Tem trên xe là xe Boxster Hot Rod, một bản sắc văn hóa xe Mỹ là Hot Rod. Ok, bây giờ quan sát xe một lần cuối cùng. Boxster này. Đó nha. Gầm xe bằng sắt, bằng thép, kim loại, được sơn xanh dương, được sơn sơn đỏ Hot Wheels là vô đối. Tem trên thân xe phối hình màng nhện đen đỏ, rất hợp. Sản xuất ở Thái Lan. Đây là chiếc xe 8 bánh. Nhiều khả năng là không thể nào để vừa cái đại bàn xoay của mình. Để thử. Khá ngầu.
Một sticker. Đọt chạc. Rồi anh em, đấy là set xe Super Rig gồm chiếc tải 8 bánh roller và chiếc xe con là Porsche cơ đỏ. Hy vọng là anh em thích video này. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời ngay khi có thời gian. Tạm biệt.